Hello, chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay thì mình sẽ bán thanh lý. Nói chung lại trong kho còn thứ còn có cặp hai cặp thì em lên đồ em thanh lý cho mấy bạn ha. Trước tiên là em sẽ bán cái dàn loa. Thì gồm một cặp súp 5 tấc đơn từ 208 con độ. Rồi ở trên là full gì ta? Quả tiễn 30 đôi. Sử dụng chép neo 850 và hai bách neo con tới bà chà bự luôn, bự dữ lắm, con độ tới nái luôn đó. Thì hai phiên bản này là phiên bản độ tới nóc luôn các bạn. Bách chép đồ này kia là mình độ tới cũng xít luôn. Ở trên là quả tiễn đồng bộ nha, neo. Còn ở dưới là súp. Thì mình thanh lý cho cái bộ dàn loa này là 25 vít, là 25 cũ á. Rồi khi đó mà mấy bạn thích đó, muốn tám gáp dần máy thì ở đây mình gáp thêm mấy bạn một con mixer EFX, một con mixer EFX 12, rồi một con quăng số, một bộ micro, rồi một cái men 4 kênh, một tủ máy, rồi bắn vô lưu với mấy bạn luôn, hết nguyên cái dần máy lồ này kia luôn. Là bạn nào mua thì bán 50 vít nha, 50 triệu. Và bây giờ mấy bạn gán chịu khó đeo tai phone vô ha. Đây thì mình sẽ để ở đây đó. Mình sẽ để ngay đây, xéo qua đây thì cho nó thu ngay cái loa cho dễ nghe đó. Và bây giờ mình sẽ mở một bản vocal để cho tất cả các bạn tham khảo nha. Mình kiếm một cái bản nhạc vocal nào đó thì cho tất cả các bạn tham khảo. Không lên đen. Bây giờ mình sẽ thử cái tiếng kỳ quặc cho tất cả các bạn nghe nha. Lên đen. Sẽ tố 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 5, 9, 10. Đó là cái tiếng của kỳ quặc đó các bạn. Còn ở đây thì là cái tiếng echo cộng delay. Sẽ tố 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Rồi ở đây echo cộng delay cộng thêm thành kỳ quặc nữa. 1,
lên mong. Đấy, cô đi lấy reverb các bạn sẽ nghe được riêng biệt, do mình đang canh chỉnh cái bên cái phần của phần reverb thì mình đưa qua cô thì nó hé nhau bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ gửi cho tất cả cô chú các chị một bài hát với phần được mang tên Cari, rồi từ từ mình cùng sẽ biết. Đây em kiếm cái bài nào có acoustic để cho tất cả các bạn dễ nghe. Bây giờ mình kiếm bài hát gì ta? Mình tập hát bài hát này luôn. Vô, là đi em xin mình. Vô nha. Cái bài này nó sụp dữ lắm. Và mình sẽ ở trên đây là bạn đang tham khảo với cái dàn máy. Dàn máy này là em đây demo các bạn. Dàn máy của em demo. Nhiều lần gặp gần muôn ngôi, tình yêu đơn sóc không thành cô. Sợ rằng đơn đề không còn xa để đưa em chính lối về. Nhiều lần nhìn chồng em thật lâu nên thơ ngây chưa vơi sầu đau. Lần đêm để tự buông ai sao dưới nhà màu mảnh ngay như cánh hoa đau. Tình đơn phương đôi khi thấy em tươi vui lòng cả sáng sẽ là nơi hay biết sao anh đã yêu từ lâu. Ôi khi bên em ta ngay mà sẵn hận đến nơi xa, em còn tin trên em vẫn vào trong giấc ngỡ. Giờ đâu hồng khai nhà ai, em buồn em dối em ăn cô đã chính là mẹ. Anh xin yêu em đang không thảm tình mình đến nơi xa, để mà nay bên em ta chung về lần cô. Dù lòng nhiều đã đau, yêu em từ lâu. Biết luôn với bạn ơi, bấm để mình canh cho nó chừng. Để mình luôn đi về mô mà. Đang ở đây đang dư giải 100 nè, đang dư giải 100. Cắt cái giải 100 xuống không có hiện tượng Nhiều lần gặp gần muốn ngó đi, chính tình yêu đương sao không thành công. Giờ rằng đường đây không còn xa, chỉ để mình em được anh lối về. Chẳng em thật lâu, ôn em thơ ngây, chưa quên sầu đau. Đàn đẹp để từ mong ai sao, như nhân mong bánh ta những cây hoa đau. Quên tình đơn phương, đôi khi có em cười vui, lòng càng sao xế. Đàn ơi hát phim sao, anh đã yêu từ lâu. Đôi khi mấy em ta ngay mà sân lòng đừng nói ra, em còn tin nhìn em sức sợ trong chân cơ. Giờ đầu học hay nhà ai, em buồn em giỏi em biết có đã chính lớp về. Anh xin yêu em đang không thả tình mình đừng nói xa, để em mà đây bên em ta chung.